Xin được chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video giới thiệu xe của Vạn Lộc Auto. Ngày hôm nay Vạn Lộc Auto xin giới thiệu tới anh chị và các bạn cùng một lúc hai mẫu SUV đến từ thương hiệu Lexus. Và chiếc đầu tiên là chiếc Lexus GX 470 sản xuất vào năm 2007, màu đen và nội thất màu kem. Xe mang tên cá nhân, biển tỉnh, gốc Hà Nội, đã rút hồ sơ về Vạn Lộc. Khách hàng chỉ cần công chứng hợp đồng mua bán và sang tên. Chiếc xe này với ốt đô là 7,9 vạn mai. Và bên cạnh là chiếc Lexus GX 470 sản xuất vào năm 2008, màu vàng cát và nội thất màu kem. Xe mang tên cá nhân, biển thành phố, đã rút hồ sơ với ốt đô là 7,2 vạn mai. Cả hai chiếc xe này đều rất đẹp và xuất sắc so với các đối thủ cùng đời, do được hai chủ nhân chăm sóc rất cẩn thận và kỹ lưỡng. Và với tài chính trên dưới 1 tỷ đồng, anh chị và các bạn mong muốn lựa chọn những chiếc SUV sang trọng, êm ái và bền bỉ thì có thể cân nhắc và lựa chọn một trong hai chiếc xe của Vạn Lộc Auto. Để biết thêm thông tin chi tiết về hai mẫu xe này thì anh chị và các bạn hãy nhấc máy gọi điện ngay đến số hotline của Vạn Lộc 0985028888 và 0915386666 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất. Và ngay bây giờ xin mời anh chị và các bạn cùng tìm hiểu về hai chiếc xe Lexus GX 470 2007 và 2008 của Vạn Lộc Auto. Lexus GX 470 trang bị động cơ xăng V8 DOHC, dung tích 4.7 lít, đi cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Động cơ hút khí tự nhiên được đánh giá là rất lành tính, ít đòi hỏi sửa chữa và bảo dưỡng. Bên cạnh đó, Lexus GX 470 còn được đánh giá rất cao về sự đầm chắc và khả năng đi địa hình. Vạn Lộc Auto cam kết tất cả những mẫu xe mà chúng tôi bán ra đều không đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản, bao test hãng, check hãng toàn quốc. Sau hơn 10 năm tuổi, xe vẫn giữ được sự sang trọng và bề thế. Ở phần đầu xe nổi bật là hệ thống đèn pha bi xenon kích thước lớn, lưới tản nhiệt với các thanh nan nằm ngang mạ chrome vẫn còn sáng bóng, la răng 5 chấu kép đi cùng bộ lốp 17 inch. Xe được trang bị bậc bước lên xuống. Phần phía sau với thiết kế rất vững chãi và khỏe khoắn. Cửa cốp sau mở ngang với hàng ghế thứ 3 gập sang hai bên cho thể tích khoang chứa đồ rất rộng rãi. Tiến vào bên trong khoang nội thất là một không gian rất rộng rãi nhưng không kém phần tiện nghi. Trước mắt anh chị là nội thất của chiếc Lexus GX 470 năm 2008. Xe có nội thất màu kem và ngoại thất màu vàng cát với ốt đô là 7,2 vạn mai. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, nhớ hai vị trí đi kèm sưởi. Tiếp đến là chiếc Lexus GX 470 2007. Xe mang tên cá nhân, biển tỉnh, gốc Hà Nội, đã rút hồ sơ với ốt đô là 7,9 vạn mai. Ở bên trong khoang nội thất, ghế da được bọc màu kem. Hệ thống ghế da giúp cho người ngồi luôn cảm giác dễ chịu. Ghế lái trang bị chỉnh điện 8 hướng, nhớ hai vị trí và đi kèm sưởi. Ghế hành khách kế bên chỉnh điện 6 hướng. Vô lăng chỉnh điện tích hợp các phím chức năng và điều khiển hành trình. Tại thời điểm năm 2007 và 2008, Lexus GX 470 đã được trang bị rất nhiều những tiện nghi như cửa sổ trời, hệ thống giải trí là dàn âm thanh loa McLevision, đầu DVD, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập, camera lùi. Lexus GX 470 được trang bị đầy đủ các hệ thống hỗ trợ an toàn như hệ thống nâng hạ gầm, chế độ đổ đèo, phanh ABS, EBD, BA, kiểm soát độ bám đường, túi khí an toàn quanh xe cùng rất nhiều những tính năng cao cấp khác. Để đặt hàng và sở hữu một trong hai chiếc xe Lexus GX 470 sản xuất vào năm 2007 và sản xuất vào năm 2008. Cụ thể xin nhắc lại là chiếc màu đen được sản xuất vào năm 2007 và chiếc màu vàng cát được sản xuất vào năm 2008. Thì anh chị và các bạn hãy đến với Salon ô tô Vạn Lộc tại địa chỉ 19 A Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để xem xe và trải nghiệm sản phẩm.
Chiếc Lexus GX 470 đang được chúng tôi chào bán với mức giá là 985 triệu đồng. Còn chiếc Lexus GX 470 màu vàng cát năm 2008 đang được Vạn Lộc Auto chào bán với mức giá là 1 tỷ 120 triệu đồng. Có thương lượng dành cho anh chị và các bạn thiện chí. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của Vạn Lộc Auto và đừng quên bấm like, đăng ký kênh, rung chuông để có thể tiếp tục nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.